Quỳnh ơi, anh Quỳnh ơi, vòng bán kết này là ghi up clip ghi là bán kết là ngay vòng 5 đấy. Cái vòng bán kết này là cái clip up lên ghi là bán kết này là vòng 5. Bán kết nhanh thua chứ. Vâng cháu ơi, trận đéo nào trận mới lưu nhở? Vâng, xem tao trận nào trận mới lưu với. Cái gì? Trận nào trận mới lưu? Trên cung à, trên dưới. Đây là mới lưu à? Sao sửa tên không được? Đâu gì đây? Đéo biết. Cái file này cái gì đây là up clip thêm video gì à, thêm đi đây thêm đi có đổi được tên lồn đâu. Lồn bà mày. Như vậy tỷ số là 2-0 dành cho Quýt rồi. Đây là trận thứ ba, trận thứ ba Văn Đức được cầm IA xăm thì phải. Vậy Summer là quân của Quýt. Quýt có 16% thôi. Một bài như khá được anh cho Quýt đấy. Cũng chưa nhìn thấy nhà Quýt ở đâu cả. Rồi, một bài Van Lớp mà vừa đang đi lùa con hiêu cuối về thấy luôn cả bãi quả. Được khá khỏe cho Van Lớp rồi. Rồi Van Lớp sẽ đánh bài chém ăn hoang thôi. Một bài này Van Lớp sẽ không khung được nhà. Bài hơi xấu. Nên xong Văn Đức sẽ còn nguyên bãi quả để ăn. Quýt nên đời khá sớm với một bài 25 dân.
Điểm quýt đang khá cao rồi. Mid quýt đánh cái gì đây? Quýt đã đào vàng rồi, như vậy quýt sẽ là người đánh chém. Đây rồi, nhà của quýt đã thấy. Con giỏ quýt vẫn chưa thấy đâu cả. L2 đã thiết kế anh cho Van Lớp. Một bài đã lên đời rồi anh cho quýt. Khá sớm sủa một bài 13x thôi. Nhưng mà cam quýt đang chết 3 dân rồi. Còn Van Lớp vẫn chưa bị ảnh hưởng cái gì. Như vậy là Van Lớp mình đang bị công vào bãi vàng chăng? Không phải, Van Lớp đang bị chọc mấy dân đi đằng sau thôi. Đặc đà cũng đã có anh cho quýt. Quýt vừa có pha vẩy e rồi vẫn bắt được giò. Đen e không chạy kịp. Van Lớp đang bị chọc dân. Hình như con giò đang chọc chết 2 dân của Van Lớp rồi. Đã có chấm xanh ở nhà chính của Van Lớp. Mà chỉ là con giò thôi. Mà nhà Van Lớp không còn gì đâu. Hai con đặc đà xuất hiện luôn đây. Van Lớp nếu bị phát hiện bãi vàng này, cửa thắng à cửa thua sẽ rất là cao. Quýt đang có pha đi lạc đà khá ảo. Chạy thẳng đến bãi quả luôn. Đã có bánh xe cho Van Lớp rồi. Nhưng là trận này có vẻ hơi khó anh cho Van Lớp khi số lượng dân ăn hoang của anh đang bị đuổi là khá rát. Chỉ cần bổ sung 2 con lạc đà nữa thôi ở chỗ này Van Lớp sẽ không đỡ được. Van Lớp cũng đang hết lực để sóc chém rồi. Van Lớp chơi luôn. Phù đã ra cho quýt cho Van Lớp. Một bài Van Lớp mà không đánh chắc nhà được thì sẽ rất nguy hiểm. Như vậy bài quýt đã ra được ruộng rồi. Bài của quýt nhìn hơi xấu thôi nhưng mà cũng là một bài chắc nhà. Quýt đang công phù lên, có vẻ hơi phù dành cho đen dành cho quýt. Van Lớp đang chọn hồi đánh ăn hoang thôi. Tầm này chắc quýt cũng đã có cung giờ rồi. Không, quýt để đạp đơn. Đã có bánh xe nhưng quýt quyết định để đạp đơn đi đạp những con phù thủy. Một pha công lên đánh cho Van Lớp. Kèm thêm 2 phù nữa. Chưa biết thế nào được, nếu pha này công thành công thì khả năng quýt sẽ mất nhà. Quýt vác dân lên để đập phù rồi. Mất con lạc đà hay không? Không, như vậy là đen luôn. Vẫn có cửa thắng dành cho Van Lớp thì phải. Thôi hở từ phía kìa. Chỗ nào cũng có thể đút được vào. Pha công tất tay cho Van Lớp. Có vẻ quýt cũng đang chết khá nhiều rồi. Ô khéo ngoại tươi. 3 con chém nữa của Van Lớp đang được đẩy lên. Không, lạc đào quýt cũng vờ ra một tơn mới. Quýt thì cũng đang chết khá nhiều dân. Quýt thì như còn mỗi khoanh ruộng này thôi. Trông ấy thôi, bây giờ tham lai Van Lớp khéo còn đè. Van Lớp cũng đang ra dân cả nhà chính nữa. Phù Van Lớp đâu rồi? Chém nhà một tổ sốc khá rẻ. Van Lớp đang gom được khá nhiều chém. Van Lớp phải phù được tầm 2 con lạc đà thì bây giờ có thể công được vào đây. Đánh rồi mới biết. Vậy là hù được con lạc đà rồi.
lượng chém Van Up khá đông. Van Up nên gom 15 con chém vào công ở turn này đi. Nếu turn này công không thành công thì mất hết số lượng chém này mà coi. Không vào luôn. Như vậy Van Up quyết định vào chơi hết dân luôn, cho lạc đà chém ngựa chém. Như vậy là chạy ruộng rồi. Như vậy tỷ lệ thắng của Van Up là khá cao. Bây giờ Quýt sẽ không sóc được lạc đà nữa. Van Up thì vẫn 2L đều. Hù được con lạc đà nữa đi. Liệu có hù được không? Một con lạc đà nữa tỷ lệ thắng lại lên cao tiếp rồi. Rồi vì như vậy Quýt có 2-3. Một trận đánh khá hành cho Van Up khi bài của anh khá xấu. Đánh kiểu L cao. Vậy Van Up đã gỡ được một trận rồi. Tỷ số vẫn là 2-1 cho Quýt thôi.